Đây là ngày thứ 3 của hành trình xuyên Việt và chúng tôi tiếp tục di chuyển từ Đà Lạt đi Nha Trang. Và trên đoạn đường quốc lộ 27C, chúng tôi đi ngang qua đèo Khánh Lê. Và đây là quang cảnh của khu vực đèo Khánh Lê, các bạn xem. Con đường thì chỉ hai làn xe thôi, nhưng mà cảnh đẹp nuốt ngàn. Và cái khu vực này thì đi xuyên qua vườn quốc gia Bi Đúp. Cây gỗ, cây rừng còn khá là rậm rạp. Và trên đường đi thì chúng tôi gặp một cái thác chảy kề bên đường luôn. Cái thác thì khá nhỏ thôi, nhưng mà độ cao cũng tương đối. Còn đường ở đây thì một bên là đồi, một bên là vực. Phía bên này là đồi và phía bên kia là vực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển về Nha Trang đến Dốc Lết và dừng nghỉ đêm ở đó. Rồi, bây giờ các bạn xem qua khung cảnh khu vực này đẹp mê hồn luôn phải không?